trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Chúc tất cả quý ông bà đang gửi cái tấm đồng vàng cho ba ông cháu. Con không biết nói gì thêm. Con rất mong tất cả các ông bà sẽ luôn cứu quý ba ông cháu. Con hứa với tất cả các ông bà, con sẽ sống lần sau để cho các ông bà nhìn vào. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các mạnh thường quân, tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bán Em. Đấy, cô bác có theo dõi được những thức phim hôm trước thì cũng đã biết rằng là ngôi nhà ba ông cháu hiện tại thì lập hết cô bác nhé. Lập hết xong thì mới chát này cô bác này. Thấy ở phần dưới kia thì cháu Lực cũng thiết kế lên thêm một chữ A nữa thì cho nhìn cái khôi nhà của mình nó có vẻ như là có thêm một chút mái giả ở phần bên trên này các bác này. Đấy, hiện tại thì các anh thợ đang hoàn thiện nốt là cái phần công trình phụ của nhà ba ông cháu nữa. Thấy bây giờ thì cháu Lực sẽ đi sang bên này cho cô bác anh chị là chiêm ngưỡng lại thêm một lần nữa về ở trên những cái tấm tôn trên nhà ba ông cháu. Cháu Lực cũng đọc được một số những cái bình luận nói về cháu Lực rằng là lúc trước khi mà mình đi vào lập tôn thì lấy lâu qua một chút, nhưng mà không phải nói với cô bác rằng là trời mưa hiện tại thì trời ở trên thời tiết ở trên vùng cao thì hay mưa, thành ra là mình không có cần phải là mình phải lau trước mưa nó xuống, thì thành ra là những cái tấm tôn này thì cũng đã sạch rồi. Đấy, một cái ngôi nhà mà phải nói là cháu Lực rất là tâm huyết vào đây cô bác ạ. Khi mà cháu Lực được rất là nhiều những ý kiến của các cô bác anh chị mạnh thường quân góp cho cháu Lực, và đồng thời cũng xin được cảm ơn thời gian qua bác Kim Hoàng này, bác Trần Thủy Tiên này, bà An Phạm này, bà Vương Kim Hanh này, bác Cindy Lê này, chị Giáng My này đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để giúp cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà mơ ước và cái ngôi nhà khang trang hơn cô bác. Ngôi nhà của ba ông cháu này thì cháu Lực cũng phải nói là mạnh dạn xin được nói là cái ngôi nhà đẹp nhất bản ở đây luôn rồi cô bác ạ. Chú của em Sử thì không biết là vừa đi đâu về. Đi đâu mà đèo? Ồ, phải sức rồi đấy. Ồ, nhà chú của Sử hiện tại là cũng đang làm nhà này cô bác này. Vừa rồi thì chú bảo đi xuống xã là mua tấm pro, tấm lợp. Đấy, còn bây giờ cái chỗ mà chú Bình với lại các anh thợ đang hoàn thiện nốt ở cái phần công trình phụ nữa, thì cái phần này cháu Lực sẽ lập bằng pro của bác nhé. Cháu Lực sẽ không có lập bằng những cái tấm tôn xốp như vậy nữa. Thời em Sử thì cháu Lực nhìn thấy từ xa là đang đi cũng ở trên này luôn rồi cô bác này. Đang đi một vòng xung quanh ngôi nhà của mình. Cái phần mái hiên ở trên làng sâu ấy cô bác, cháu Lực sẽ cho nó ra rộng rộng một chút để cho nó mưa nó không bị hát vào. Nó rơi ra độ tầm là 50 phân cô bác nhé. Hơn 50 phân. Dơ mà đấy. Dê tập bóng bẹp pro tú này. Tập bóng bẹp pro ra. Ồ, chú này thì vừa đi vác pro về cô bác. Đầu thì gọi là
dính bụi hết rồi. Đây, ở đây thì trước khi đi vào thì có một cái cánh cửa phụ là từ đây vào luôn các bác này. Trước kia thì cháu Lực định làm cửa phụ là ở cửa cánh cửa phụ là ở phần trước nhà, nhưng mà do là cháu Lực được các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân có nói với cháu Lực rằng là nên mình nên làm từ hướng này vào thì nó sẽ tiện hơn cô bác. Vậy ở bên công trình phụ thì một bên đã được thu hồi xong rồi các bác nhá. Bây giờ chỉ còn bên cái phần bếp lò, lại thêm cái phần chỗ nhà vệ sinh ở gần là chú Bình nữa thôi. Ô, thanh niên này có vẻ bị ốm hay sao ấy? À, hơi hơi bị ốm à? Anh Thanh thì phải nói là còn hơi rụt rè trước cái ống kính của máy quay một chút các bác. Em chào anh Quang nhá. Anh Quang gửi một lời chào buổi sáng sớm tới tất cả các bác đang theo dõi trên kênh được không? Cháu xin chào tất cả các bác nha. Chúc các bác một buổi sáng vui vẻ. Rồi. Đấy, ở đây là thêm anh Hai này. Anh Hai là em trai của anh Vinh. Đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Em trai của anh Vinh. Vâng, chào các bác nha. Hôm nay thì công việc của mấy anh em thợ mình là sẽ làm những gì anh? Hôm nay thì hai người đi chát, còn hai người đi xây bếp thôi. Hai người chát, hai người xây bếp à? Ừ, hai người phụ. Ở đây là anh chát đây là anh chát luôn à? Anh với hai chát. Anh hai chát à? Hôm nay thì chát đến phần nào anh có thể đưa em đi xem được không? Chát trong buồng, trong phòng thôi. Đi thôi. Trong vâng, phòng ngủ ấy. Chát trong phòng ngủ rồi à? Ờ. Rồi anh chào Sử nhá. Rồi, hãy đem mic này vào đi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, lên đây từ sáng sớm rồi à? Vâng. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng chở đồ ra là cho em Sử. À, một tí nữa sẽ mang cái phần quà này tới cho em Sử. Hôm nay thì anh lại nhận được phần quà mà gửi từ rất là xa. Vâng. Từ bên Mỹ sang là bác Trần Thùy Tiên. Vâng. Bác có gửi cho ba ông cháu. Vâng. Thế bây giờ thì anh em mình đi vào trong ngôi nhà một chút này. Vâng. Đấy, hiện tại thì đã được lợp xong rồi các bác này. Đấy, lợp như này thì phải nói là bây giờ trời mưa thì cũng có thể mà mình cũng có thể làm được các bác ạ. Đấy, bây giờ thì các anh thợ đang hoàn thiện là cái phần phòng ngủ đầu tiên các bác nhé. Phòng ngủ này hôm nay chắc xong không anh? Hôm nay buổi chiều nó sắp xong. Buổi chiều nó sắp xong à? Dạ. Thế như này thì mai mình có đi vào trong này ngủ được không? Nếu mà xong thì được. Xong thì được à? Đấy, thời tiết thì hôm nay có vẻ như là em cảm thấy là hơi mưa phùn một chút rồi nhỉ? Hôm qua thì phải nói là vừa mới lập tôn xong các bác, sáng nay dậy ra thì đã mưa phùn rồi. Uầy, cây giàn giáo của anh cẩn thận nhá anh Quang nhá. Ừ. Chắc chắn chứ. Tại ở đây thì cháu Lực cũng được đọc một số ý kiến của Mạnh Thường Quân, ý kiến khán giả trên kênh nói rằng là mình đã khoán người ta cho nên là người ta phải làm nhiệt tình thì mới phải. Ở đây thì mình đã khoán cho các anh thợ rồi thì đấy là trách nhiệm của các anh thợ rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà mấy anh em làm với nhau thì cháu Lực cũng cảm nhận được rằng là các anh thợ làm rất là nhiệt tình các bác ạ. Khi mà chắt với xay ở trên kia thì cũng đều thấy được. Cũng đều thấy là các anh dùng những cái tấm vỏ, tận dụng lại những cái vỏ bao của xi măng này các bác này để xuống lót ở dưới để chắt xuống để không cho nó bị rơi cái phần vứa là nhiều. Đấy, còn ở bên này sẽ là thêm một phòng nữa. Phòng này thì chắc là mai các anh sẽ phải chắt sau, tại vì là cái phần cái cột chống này các bác này mình chưa có thể gỡ kịp thời được. Đấy, bây giờ thì hiện tại là đổ được có 3 hôm rồi. Đổ được 3 hôm rồi cho nên là vẫn còn chưa có đủ được. Các anh nói với cháu Lực rằng là mình nên để càng lâu thì càng tốt. Đấy. Ông có ở nhà không? Có. Có à? Vâng. À. Em Hải đi học rồi đúng không? Vâng. Có lấy tờ mặt cải không? Rồi. Lòng ạ. Lòng mệt. Lòng chết tương xuống mới thức quả đi. Tại đây thì chú Bình đang hoàn thiện cái phần công trình phụ này. Ủa, cháu chào chú Bình nhá. Vâng. Chú chào cháu nhá. Vâng. Hôm nay là có thể hoàn thiện cái công trình phụ này không chú? Chắc chưa được đâu. Chưa được à? Vâng. Mấy ngày hôm nay sẽ cắm.
Vậy bây giờ thì anh Thanh đang hoàn thiện cái phần thêm bếp lò của bác. Hôm nay thì bạn Hiệu có đi về quê thăm gia đình chút cho nên là cháu Lực tự đi một mình của bác. Đấy, khi mà cháu Lực có thêm một người bạn đồng hành cùng thì phải nói là những cái công việc thì có thể là bớt cho cháu Lực thêm một chút. Và những công việc nào mà anh em cần đi đêm thì cũng có bạn có bè để đi. Bếp lò này anh dự kiến là một ngày là anh hoàn thiện xong cái bếp lò của anh Thanh? Hôm nay xong rồi. Hôm nay xong rồi anh. Nếu mà hôm nay hoàn thiện cái phần công trình phụ này thì tất cả anh em đội thợ sẽ cùng đi vào. Và chắt thì phải nói chắt thì rất là nhanh các bác. Đây, ở phần trên thì cháu Lực cũng làm một cái mái này là gọi là cái mái mà làm bằng sắt, thì cháu Lực không có làm bằng cái mái làm bằng gạch cô bác này. Phần thu hồi trên đấy cháu Lực sẽ làm bằng cái kèo bằng sắt thôi. Đấy, cái kèo này thì cháu Lực cũng lựa chọn là những cái cây hộp bằng sắt mà phải nói là rất là dày và nó rất là to luôn các bác, và cũng rất là chắc chắn rồi. Cái này là nó hơi có hơi bị ướt không hay là như này là vừa rồi anh? Này hơi nhiều nước à? Sáng nay là xong một bên này với anh nhở? Ở đây thì các anh chắt trên cao thì các bác này phải dùng là những cái dàn giáo, mà cái dàn giáo của các anh thì cũng được làm từ rất là đơn sơ thôi các bác. Chắt này thì có vẻ như là chú làm phụ này có vẻ là vất hơn đấy anh nhỉ? Chắt nó nhanh hơn xay anh nhỉ? Hôm nay anh Vinh thì bận đi đâu, công việc gì rồi anh hai? Em đi ở nhà có tí việc. Dạ. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy là vẫn có 6 anh em, nếu mà có cả anh Vinh nữa là 7 anh nhỉ? Vâng. Hôm nọ lúc đầu mà mới lên ấy thì có 6 thôi và thêm một thời gian thì bổ sung thêm anh hai, em trai của anh Vinh vào. Em trai của anh Vinh thì lại biết thêm cái nghề mà làm cơ khí này các bác này. Thì hôm qua thì anh hai anh ấy một mình là anh ấy tự hàn tinh khí hết thôi, tại vì mấy anh em thợ thì hôm qua là biết làm phần là cơ khí này cả. Đây một tí nữa thì cháu Lực xe lại quay lại là xem mà. Ôi đây là chai nước này là mình để bơm vào chát à anh? Lâu chứ mê. Vâng. Thời tiết sáng sớm hôm nay thì có vẻ như có sương mù rất là nhiều các bác này, còn kèm theo cả mưa phùn nữa. Ông thì có ở nhà không? Ở nhà chứ. Thế thì bê thùng đồ này đi xuống nhà em đi. Vậy ở trong này thì hầu như tất cả là đều là quần áo cả các bác. Bác Tiên có gửi cho ba anh em. Ủa, thanh niên này làm gì đây? Cái này làm bóng điếu à?
À. Cái thùng quà này thì cháu Lực nhận được là hôm qua cháu Lực hôm kia cháu Lực nhận được là được hai thùng của bác, và trong đó thì bác cũng có bảo cháu Lực là bóc ra trước rồi và để xem là những cái bộ quần áo này cho ai với ai, thì cháu Lực cũng đã lựa ra có những cái bộ thì là cho bao cháu, để cháu Lực lại tiếp tục là đóng lại vào thùng xong là đem lên cho bao cháu. Hôm nay có vẻ mưa phùn tí nhà sử nhờ. Nhà chú đã làm xong chưa? Nhà chú có sử ấy. Làm xong rồi à? Tại ở đây khi mà cháu được nhận được những cái món quà, những cái phần quà nào của các cô các bác thì các cô bác cũng đều là nhắn tin cho cháu được trước rồi. Có những phần quà thì cháu được lên trên nhà ba ông cháu hay là lên những hoàn cảnh nào thì cháu Lực mới bóc, còn là những cái phần quà nào mà được các cô bảo với cháu Lực rằng là mở ra để mà cô coi lại xem nên là phân chia cho ai với ai. Ông đi đâu rồi à? Ông thì không biết là lại đi đâu rồi cô bác. Đấy, thế thì một mình Sử tự mở thông qua đấy nhá. Xong là tí về thì đưa cho ông, đưa cho em. Cái gì đấy? Nồi gì đây? Hôm qua chú làm cơm à? À là đi xuống cái nhà Sử nấu à? À thế thì em lấy dao ra bỏ cái băng dính ra đi. Thông qua này là thông qua của bác là Trần Thùy Tiên nhá. Hãy cắt theo cái viền mà anh dùng băng dính để hàn, để dàn, để hàn lại kìa. Đấy, ở trong thì có những cái phần quà nào mà đưa cho ông lại cho các em thì đều bác đều là ghi tên ra đấy, ra hết rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cho em Sử là tự bóc cái phần quà của mình xem là bên trong thì có những cái đồ gì. Tự Sử tức là tự bóc nhá. Có gì? Có mũ à? Mũ hồng này có đội được không? Được à? Đấy, đội mũ hồng được. Nếu mà không đội được thì mình chia bớt cho em nhà chú nhá. Em nhà chú cũng hộ mình, hôm ngọ cũng hộ mình vác si vác sát này. Hay dép ấy thì để cho ông. Xem là quần áo đi. Xem cái quần áo này. Cái áo len kia này. Cái áo len kia là để cho ông này. Được. Lấy bao nào sạch sạch ra giải đi. Ngôi nhà của ba ông cháu thì phải nói là một ngôi nhà mà cũng khá là bé thôi cô bác. Ở bên trong thì để rất là nhiều đồ, thành ra là rất là chật trộn. Ôi sao hai thùng này giống nhau đấy nhỉ? Thùng này hôm nọ ai gửi cho nhỉ? Bác nào nhỉ? Có tên không? Không có à? Xem trong đấy có tờ giấy đúng không? Tờ giấy gì đây? Đọc xem nào. Hôm nay thì Hải không có ở thì thành ra là cháu Lực là phải đọc của bác ạ. Đấy, anh xem là đọc là cho ai nào. À cái này là cái này là em dùng để lúc mà mình nấu cơm xong ấy để làm tạp dề bưng chảo bơm đồ ăn này kia nhá. Bưng đấy. Đấy là cái tạp tạp dề. Đấy. Đây em cái đấy có phải không? Đấy đúng rồi, bao tay làm việc. Đấy cái kia là xem nào, bỏ ra đây như là bao tay làm việc sao đúng không? Đây là quần đúng không? Đấy, ở đây thì nếu mà có những cái bộ nào quần con gái thì em có thể là chia sẻ cho con nhà chú nhá. Tại anh thấy con nhà chú là có một bạn gái sao đúng không? Tại ở đây thì cũng được sự đồng ý của bác Trần Thị Tiên rồi. Thì cháu Lực mới dám nói như vậy cô bác nhá. Đấy là bao tay đúng không? À. Úi. Đẹp đấy. Áo đây thì chỉ có vừa Sử thôi nhỉ? Áo đấy thì cho ông nhá. Anh thấy ghi lại cho ông kìa. Áo đấy thì chắc là vừa em rồi đúng không? Hay là vừa em Hải không? Vừa em Hải thôi nhỉ? Rồi, anh đeo cái mic một tí đi. Nãy vừa rồi anh quên cắm mic cho Sử.
Em đeo đeo vào đi. Đấy, đeo vào thì sợ nó tuột đấy. Cho nó hẳn vào trong đi. Cũng là quần đúng không? Vâng. Tại ở đây thì những cái phần quà nào mà các bác gửi cho tới cho ba ông cháu thì đều gấp gọn lại rất là gọn gàng và xếp vào này các bác này. Hay bây giờ thì có vẻ như sự đang lựa sang xem những cái món đồ thì có thể là để nó sẽ hơi bừa bộn một chút, không phải là loại bừa bộn mà là để hơi không có được vào nếp mà các bác gửi cho. Nhưng một tí nữa em xử em mới sẽ xếp lại. Áo đấy thì cũng là áo cho ông ấy. Vâng. Đây ở đây đây anh xem nào. Đây. Cho của ông Sử nhá. Vâng. Đây nó là của ông của Sử nhá. Đây vâng. Còn là tem còn mác còn nguyên siêu còn mới luôn. Tại ở đây thì có những cái phần quà thì bác vẫn gửi cho anh. Vâng. Bác cũng có chia sẻ lên cho cả anh nữa. À đây là con gái đúng không? Vâng. Thì chia sẻ cho em của nhà chú nhá. Vâng. Ồ, hết rồi đúng không? Vâng. Hết rồi thì em lại gấp gọn vào nhá. Xong vâng. Thì cái nào để cho ông, cái nào để cho em nhá. Xong thì hai anh em mình lại lên trên nền nhà tiếp nhỉ? Vâng. Xem là mấy anh em thợ làm tới đâu rồi. Mấy hôm nay thì Hải có dạy học không? Có ạ. Có à? Thế cái nồi cơm điện với lại máy quạt thì có bị chỗ nào hỏng không? Không ạ. Không rồi đúng không? Là cái nào cũng vẫn còn ok đúng không? Vâng. Thế như cái đèn năng lượng mặt trời thì có bị làm sao không? Không ạ. Không à? Vâng. Nếu mà bị làm sao thì bảo anh nhé. Vâng. Đấy, bây giờ thì em cất gọn vào đi. Xong anh em mình lại lên trên tiếp nhé. Tiền là mua thức ăn thì còn không? Có ạ. Vẫn còn à? Vâng. Thế thì để ngày mai nữa anh lên anh đưa thêm một chút nữa nhé. Vâng. Đấy, ở đây thì tiền thức ăn thì được bà An Phạm là hàng tháng gửi cho hai anh em, ba ông cháu là 200 đô. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Thị Tiên nhé. Vâng. Em còn nhớ bác Trần Thị Tiên không? Có ạ. Mua xe, mua điện thoại, có cả gửi tiền quý làm nhà cho các em, cho ba ông cháu rất là nhiều. Vâng. Con cảm ơn bà Trần Thị Tiên đã gửi quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, lên thành công cho công việc ạ. Rồi, hay trong thời gian qua thì em có cảm thấy vui không khi mà nhà mình bây giờ hiện tại là sắp được vào nhà mới rồi đấy? Có ạ. Ở đây thì em nên đây thì em gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các cô bác anh chị đã gửi những tấm lòng vàng cho em nhé. Vâng. Con chúc tất cả quý ông bà đã gửi cái tấm lòng vàng cho ba ông cháu. Con không biết nói gì thêm. Con rất mong tất cả các ông bà sẽ luôn kiểu quý ba ông cháu. Con hướng với tất cả các ông bà, con sẽ sống lần sau để cho các ông bà nhìn vào để con có sự thay đổi. Rồi. Hay em Sử thì chỉ học đến lớp 2 thôi thì em đã phải bỏ học, dừng cái việc học để ở nhà nhường sự đấy, nhường sự đi học cho em Hải rồi cô bác. Cho nên là những cái lời ăn, tiếng nói của em thì sẽ chưa có được đi vào gọi là nói những truyền đạt thật là sâu sắc cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho em Sử với cháu Lực cô bác. Còn bây giờ thì anh em mình đã tiếp tục lên trên kia là cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ làm như thế nào nhá. Vâng. Rồi anh em mình lại đi thôi, tắt điện đi. Đấy, ngôi nhà này thì thời gian nữa thì mình sẽ chỉ để làm kho thôi nhỉ. Vâng. Mình lên trên đấy mình ngủ hết rồi. Vâng. Có khi là cái tách này mình máy nướng mình phải mang lên trên đấy nhá. Vâng. Anh sẽ thiết kế lại cho chú mà để cái tách á. Vâng. Để đằng sau nhà để cho nó nước nó chảy xuống mạnh hơn, mình để nó cao lên đấy. Vâng.
Phải nói là như kiểu các anh thợ là biết trước được thời tiết sao cô bác ạ, có xem thời tiết hay sao ấy. Lập vào cái phần mái nhà xong là trời là chuẩn bị mưa phùn luôn này các bác này. Hiện tại là vẫn còn đang mưa phùn nhỏ đó các bác. Đấy, chỗ này thì cũng được ba ông cháu là trồng thêm vào một chút cỏ voi này các bác này. Cái gạch này thì bây giờ nếu mà trời mưa thì tí sẽ bảo các anh thợ là xếp gọn đi vào trong nhà. Cái gạch này thì chỗ lực lựa là nó không phải là hơi, nó không phải là vào màu đỏ mấy đâu các bác nhá. Màu mà nó hơi nhám nhám đỏ một chút thôi. Đấy, ở trên thì cũng có hoa văn rất là đẹp này. Cái màu này thì nó sẽ gọi là ở trên vùng cao thì nó sẽ hợp hơn các bác. Bây giờ nếu mà mình lựa mà nó không màu trắng quá mà nó màu xám xám như kiểu này này các bác này, thì sau này mình đi vào nhà thì nó sẽ bẩn rất là nhanh các bác này. Còn là nhà vệ sinh thì sẽ lựa những cái viên gạch mà nó có những cái tảng đá, hình giả tảng đá này, không cho nó bị trơn mấy. Thế còn phần bên này là cái gạch mà ốp tường thì chúng tôi sẽ chọn là cái màu trắng này để mình vệ sinh cho nó dễ dàng hơn. Ở đây thì phải nói là chúng tôi hơi nói đi nói lại một chút cô bác, cái nguồn nước như vậy này thì sẽ gọi là trong thời gian này thì rất là tiện cho mấy anh em thợ luôn, không phải là đi đâu kéo nước về xa. Như trước kia cháu Lực cũng có đi, phải nói là ở trên cái khu mà bên Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc kia cô bác này. Trước kia thì cháu Lực cũng có lên huyện là Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc cô bác. Ở đây thì nếu mà một số cô bác, anh chị cũng có theo dõi được những cái thước phim này, những cái hoàn cảnh mà cuộc sống ở trên vùng cao thì cũng có nhiều các anh YouTuber, các anh có chia sẻ lên. Thì phải nói là ở bên đấy nếu mình làm nhà đấy thì mình phải dựng chứa nước. Có khi là mình phải kéo nước rất là xa. Trong thời gian trước thì cháu Lực có đi cùng với lại một kênh cũng có thực hiện là đi thực hiện chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn tới tất cả cô bác anh chị mạnh thường quân, thì cũng có giúp đỡ được một số hoàn cảnh để xây dựng cái ngôi nhà. Mỗi lần mấy anh em đi lấy nước cô bác phải nói là đi rất là xa, còn là dùng xe máy để đi lai từng can một về thôi. Và có hôm nào mà trời mưa thì tranh thủ là mua cái bạt dày đỏ các bác ấy. Đi hứng trên những cái tảng đá xuống để mà mình lấy được nước để về làm nhà. Thế còn là ra khu bên phần của cháu Lực ở hiện tại là khu mảng là Đông Bắc cô bác ạ, cho nên là cái nguồn nước của nó sẽ có dồi dào hơn ở bên kia. Bên kia thì có đá nhiều hơn. Hay ở đằng sau này thì bây giờ cũng để là nước nó cạn cạn thêm một chút nữa thì sẽ tiến hành và là làm ránh các bác này. Hay có vẻ như ở phía bên này thì nó khá là hẹp một chút các bác ạ. Hay trước kia thì cháu Lực cũng bảo là đào xuống hết đi, nhưng mà do là cái khu nhà trên kia các bác này, sợ là đào chỗ này xuống thì sẽ là bị ảnh hưởng tới khu ở trên kia, nên là không có đào thêm. Nhưng mà vào phần đằng sâu ngôi nhà, phần hai cửa sổ thì rất là rộng các bác ạ, phải được tầm hơn 2 mét. Đấy, và cái phần công trình phụ này thì cháu Lực sẽ không có lấy sắt để vào bắn pro nữa. Ở đây thì cháu Lực sẽ tận dụng lại là những cây sao mộc ở phần phía bên kia các bác này để chặt ra, xong là dùng máy bào lại hết mọi cái thì sẽ đặt vào đây này để mình đóng pro là cho nó dễ dàng hơn.
Thì có vẻ như là bây giờ lập cái ngôi nhà thì các bác theo dõi được ở trên những cái màn hình của TV hay là điện thoại thì có vẻ nó sẽ hơi là thấp một chút các bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng làm khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu đâu vào đấy hết rồi, đến ngày tân gia rồi, cháu Lực cũng rất là mong sẽ đón các cô bác anh chị lên chung vui cùng với lại ba ông cháu. Ở trên pro này thì ở trên tôn này thì bây giờ đá mưa xuống nó đá sạch hết rồi các bác này. Hôm qua thì có vẻ như là nó dính bụi bẩn một chút ấy. Bụi gà này gà của nhai đây. Gà này thì đang có gà con ấy, thành ra là nó rất là hung dữ. Ở đây thì hôm trước em xỉu có thu hoạch được thêm ít măng nứa này các bác này. Ở trong nhà thì sửa thì còn một ít thì sao ấy. Hôm nọ thì cháu Lực cũng bán hộ em là được 1-2 cân thôi. Cháu Lực cũng rất là mong là khi mà em sửa thì thu hoạch những cái đồ, những cái món đồ hay là những cái đặc sản gì về thì được rất là sẽ được tất cả các bác anh chị ủng hộ cho em sửa, có thêm cái phần khoản là kinh phí để mấy sinh hoạt các bác. Bây giờ thì mọi cái đã hoàn thiện cho các em xong rồi thì mình cũng không có thể là hỗ trợ em hàng tháng các kiện hàng tháng mọi cái được, cũng hỗ trợ được cho em là một phần nào đấy để em tự biết là phấn đấu thay đổi cái bản thân của mình đi thì mới không có phụ lòng của cô bác anh chị mạnh thường quân được. Hay ở trên này thì hôm qua là các anh chắt một chút trước rồi các bác này để lập cái phần mái. Cái phần là mái ở trên kia. Uầy, đang làm gì mà khói bụi thế anh Quang? Hay ở đây thì trên nhà của ba ông cháu thì hiện tại nếu mà cái khoảng sân thì còn hơi hẹp một chút cô bác, nhưng mà nếu mà mình làm thêm thực cái phân kè bên kia này thì một cái khoảng sân mà phải nói là rất là rộng cô bác ạ. Đây, trên cái phần cánh cửa thì giáo Lực có làm thêm một cái phần mái thái này cô bác này, mái hiên hình chữ A lên. Xong hoàn thiện xong phòng này chưa anh?
Đấy, sự thì ở trên cái ngôi nhà của mình thì dọn dẹp và nhặt những cái viên gạch ném lên trên kia cho các bác, các chú xây. Trong này bây giờ bao tải là nên gom đốt là được đấy nhỉ anh nhỉ? Không có mấy nữa trời mưa là không có đốt được rồi. Đúng rồi. Có thời gian thì đốt thôi. Đúng đấy. Gom lại thành một đống một đi sử. Ở đây này còn mấy cái viên gạch này còn lành. Ở đây thì hôm nọ là do là cái gạch này của bác này, cái lúc mà cháu Đức mang lên đây thì phải nói là cháu Đức cũng hơi sơ suất một chút, cho nên là làm hỏng độ tầm chỗ này tầm 10 viên gì đấy cô bác. Hãy nhặt những cái viên lành để mình ném ra kia. Đây, ở bên này thì hôm nay là các anh sẽ hoàn thiện chắt cái phần phòng ngủ này trước này cô bác này. Đây bây giờ thì có vẻ như là chắt xong thì lên trên những cái bức tường nhìn trông rất là đẹp luôn. Đeo bao tay làm luôn này. Phải có bao tay mới làm được ấy. Cái này. Này á? Ừ. Nhưng mà nó ăn tay là như nào? Nó dính vào tay là thủng hết. Nó thủng cái đầu tay này là. Thủng cái tay à? Không làm được đâu. Là xi ăn tay đúng không? Đúng rồi. Ô đây. Ai lui. Đây có những viên gạch thì gáy lắm. Ồ. Hay. Anh xếp vào đây dòng sử lấy đi nhá. Sử ơi. Ô, chất mồi nào thì phát luôn. Ô, bảy đây đâu về bảy? Không đi học à hả? Hả? Hôm nay bảy không đi học à? Đấy, nhà chú thì có vẻ như có rất là đông người bạn nhỏ của bác. Có tận đấy 7 bạn cơ. Ôi, thằng này cũng đi à hả? Ôi. Đấy, đứa cả là chị đấy. Bảy đâu rồi? À bảy đây à? Ra đây chú bảo bảy. Đây chú bảo. Bảy đi đâu về? Đi học về. Đi học về đó. Không học chiều à? Bảy. Hôm nay là không đi học chiều à? Không. Không đâu à? À bảy chào các ông bà đi. Nào khoanh tay chào các ông bà đi. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi, đấy đi về đi nhá. Đấy, ba chị em đi học về là tự đưa nhau đi về thôi cô bác này. Đấy, vừa rồi chắc là gặp chị gái cho nên là cùng chị gái về. Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ đi ra xa xa để cho cô bác anh chị là cùng ngắm thêm một lượt nữa ngôi nhà của ba ông cháu. Thấy công trình phụ thì cũng ngày dần là một hoàn thiện lên rồi. Đấy, khi mà hoàn thiện cái công trình phụ nữa xong là lập lên công trình phụ nữa thì nhìn cái ngôi nhà sẽ rất là đẹp luôn cô bác. Ngôi nhà này thì hầu như là hàng xóm một sử, ai ra xem thì cũng đều khen gọi là tới tấp cả cô bác. Em Sử thì ở nhà không có việc gì để làm thì cho lúc cũng lên để bảo em là lên trên này xem các anh thợ làm xong là những cái viên gạch mà còn dùng được thì em ấy gom lại để cho các anh thợ, các anh xay. Đây thì nếu mà em Sử không có gom thì các anh thợ vẫn sẽ gom cả thôi các bác. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đang làm nhà của mình mà mình không có lên đây một chút nào thì thành ra là nó sẽ hơi kỳ đúng không cô bác? Đấy, có những hôm thì Sử có thể là đi lấy công hay là đi hộ xung quanh hàng xóm họ hàng như vậy, hàng xóm họ hàng. Đấy, chứ bây giờ hàng xóm mà làm thì mình không có đi thì thành ra là như kiểu là mình không có muốn lấy hàng xóm gì.
đằng sau của ngôi nhà của các em. Hôm nọ bác Chiêm, bác ấy có vào chỗ nhà của ba ông cháu thì phải nói là cô cũng nhận xét ngôi nhà ba ông cháu rất là chắc chắn và kiên cố. Lúc đấy bác sang chơi thì chỉ có là đổ thêm những cái, chỉ có là cột lên thôi, cũng chưa có thực thành khung hình nhà như vậy. Nhưng mà bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là lúc mà làm nhà xong thì bác cũng sẽ hỗ trợ cho em sửa cái phần xung quanh giống. Nếu mà không có trồng được nhiều thì cũng trồng xung quanh ở trên nhà này, có bác này trồng một dàn cây ăn quả ở xung quanh nhà này để cho sau này các em cũng có quả ăn, hay là nếu mà có nhiều quá thì cũng có thể mang ra chợ bán được. Mận với Lê thì bác ấy bảo với cháu Lực rằng là bán được giá rất là cao. Em Sử thì cũng ra đây miệt mài hộ các chú. Ở đây thì mặc dù là mình đã lấy khoán cho các chú hết rồi, nhưng mà gia đình của mình thì phải hộ được chút nào thì hộ chút đấy. Thì đấy là cái sự mà giúp đỡ lẫn nhau trong lúc mà đang làm hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu. Hôm nay thì cháu Lực cũng lên và chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cái tiến độ của nhà ba ông cháu hiện tại đã làm đến cái bước nào và hoàn thiện tới đâu rồi. Thì có lẽ sau cái thước phim này, ngày mai cháu Lực chia sẻ lên thì các em thợ đã hoàn thiện xong cái phần công trình phụ rồi, có thể là lợp mái được rồi đấy. Ngày bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, các anh thợ cũng đang nấu cơm rồi. Cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà ăn cơm, xong thì đến chiều cháu Lực sẽ lại đi thêm một chút công việc nữa. Có lẽ là sáng sớm ngày mai cháu Lực mới lên được cô bác. Còn bây giờ thì chưa có đến giờ nghỉ thì có lẽ là cháu Lực sẽ cùng em Sử là nhặt ra những cái viên gạch nào mà còn tận dụng dùng được thì mình sẽ mang ra kia để cho các anh thợ, các anh ấy xây lên. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bạn Em. Cái phần cánh cửa trên này thì cháu Lực cũng để ba ô thoáng này. Ô thoáng này thì cháu Lực sẽ để rất là to. Nó không hẳn là to bao nhiêu cả, nhưng mà như đây thì nó cũng là gọi là hợp rồi cô bác. Thế còn trước khi đi vào cái phần cửa nhà thì sẽ có hai cánh cửa sổ ở bên trái và bên phải, và ở bên đằng sau cũng thế cô bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào tạm biệt các bác nha. Các bác chuẩn bị sau. Chào tạm biệt các bác nha. Vâng, xin chào cháu Lực và các cô chú nha. Tạm biệt các bác nha. Chào tạm biệt các bác nha.